Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Chúng ta đang thử máy. Nguyễn Sơn Tùng hả? Nguyễn Sơn Tùng là ai ta? Chủ kênh YouTube Vì Một Việt Nam Thịnh Vượng. Nguyễn Sơn Tùng. Nguyễn Sơn Tùng thì thời gian trước đây là có được biết là ủng hộ cho cựu tổng thống Donald Trump, cái hồi mà cựu tổng thống Donald Trump là coi như là ứng cử làm tổng thống Mỹ. Nguyễn Sơn Tùng thì đã hết lòng ủng hộ cựu tổng thống Donald Trump, xong rồi là đã đoán là cựu tổng thống Donald Trump thì chắc chắn sẽ trở thành là tỷ phú tổng thống của nước Mỹ, chắc chắn luôn. Rồi cuối cùng đó là Tổng thống Donald Trump rớt cái bẹp. Đừng nói là tái ứng cử. Tái ứng cử thì Tổng thống Donald Trump rớt cái bẹp. Thì lúc đấy là không nghe Nguyễn Sơn Tùng á, là nói gì nhiều về cựu Tổng thống Donald Trump cái vụ rớt như thế. Kiểu giống như là đánh trống làng vậy đó. Rồi bây giờ thì không để ý đến cái kênh này mấy. Lâu nay kênh này hình như là lên cũng nói lung tung lang tang gì đó thôi, theo cái dạng chém gió, câu like câu view là nhiều. Bây giờ nhiều người họ gửi ra cái video Nguyễn Sơn Tùng nói rằng là sự cần thiết phải thành lập một cái đảng gọi là Đảng Vì Việt Nam Thịnh Vượng. Thì chuyện này nó lạ. Nó lạ là dường như là bây giờ á, những người YouTuber trên mạng xã hội á, họ làm YouTuber, họ đưa tin chia sẻ YouTube á, Facebook này kia thì tự nhiên họ được một số khán giả nó ủng hộ, thì họ tự cái ảo tưởng, họ nghĩ rằng là họ là ngôi sao. Và cái ngôi sao này thì cũng vẫn người ta nói là ngôi sao trên mạng xã hội đó, ảo tưởng quyền lực trên mạng xã hội, mà họ lại nhầm lẫn giữa cái tin tức trên mạng với cả là ngoài đời, ngoài đời thường. Và họ nói là họ thắng Nguyễn Sơn Tùng này nói là sẽ thành lập là Đảng Vì Việt Nam Thịnh Vượng, được hiểu là sẽ cạnh tranh với cả là Đảng Cộng sản Việt Nam ở Việt Nam. Rồi cũng nói ba ba điều bốn chuyện gì tùm lum đó. Sơn Tùng này để xem họ gì ta. Được nói là Sơn Tùng hiện tại là giám đốc của công ty hóa dược Vĩnh Phúc, có trụ sở ở số 10 ở Hà Đông, đường gì ta, đường Trần Phú, quận Hà Đông, bây giờ gọi là quận Hà Đông, ngày xưa gọi là thị xã Hà Đông, quận Hà Đông bây giờ thuộc Hà Nội. Thì cái câu chuyện này nó cũng là ở chỗ là như thế, là Sơn Tùng này là một người làm ăn, dân làm ăn, dân làm ăn mà làm YouTube thì nó cũng hơi là lạ. Nhưng mà nếu mà người nào mà thích chia sẻ thì cứ chia sẻ thôi. Mà tại sao bây giờ từ cái chuyện chia sẻ trên mạng lại thành là một cái người mà có vẻ cái có xu hướng là hoạt động chính trị? Thì rõ ràng là cái này nó lạ, là bởi vì là hoạt động chính trị thì nó đâu có dễ dàng gì đâu. Mà đi tù như không nữa. Lên trên mạng nói bậy nói bạ thì Việt Nam, an ninh Việt Nam họ bắt đi tù á. Bắt đi tù lúc nào không hay. Nguyễn Sơn Tùng. Công ty hóa dược Vĩnh Phúc này thì có vẻ giống như là cái người này chắc là quê gốc là Vĩnh Phúc rồi. Vĩnh Phúc thì ngày xưa là kêu là Vĩnh Phú đó. Vĩnh Phú là coi như là Vĩnh Phúc và Phú Thọ. Thì cái sự mà lên mạng xã hội mà công khai kêu gọi là sẽ thành lập Đảng Cộng sản, cạnh tranh với Đảng Cộng sản, thành lập một cái đảng mà gọi là Vì Việt Nam Thịnh Vượng, thì thực sự cái người YouTuber này á thì lâu nay mà nghe anh này nói thì thấy anh này anh không có trình độ, anh không có hiểu biết gì nhiều. Chính chỉ chính em thì lôn ca lôn côm mà lại lên mạng thì hay chém gió. Nhưng mà cái sự nâng cấp của cái sự chém gió đó mà lại là đòi thành lập một cái đảng và đòi cạnh tranh với Đảng Cộng sản Việt Nam thì phải nói là đi tù như không, là cái chuyện nó rất là gần luôn. Ai mà hiểu rõ về Đảng Cộng sản Việt Nam thì phải biết là những cái người như như Nguyễn Sơn Tùng này, họ không muốn bắt, bắt thì nuôi cơm trong tù. Nuôi cơm trong tù tốn cơm nhà nước thôi, chứ còn an ninh Việt Nam họ muốn bắt giờ nào cũng được, mà cũng tội nghiệp cho những người như vậy.
như nó nói chỉ sự ngạc nhiên là một người thì thuộc về dân làm ăn và sao như thế thôi. Và nếu mà nói về chính trị chính em mà khách quan mà nói thì quan sát cái anh chàng Sơn Tùng này thì thấy là thực sự là không có trình độ, không có bao nhiêu trình độ hết, à, công tâm mà nói đó. Bây giờ trên mạng xã hội thì có một người là cũng đang phản đối cái người YouTuber Sơn Tùng này là YouTuber Trang Trang TV. Nhưng mà Trang Trang TV thì nói về cái chuyện mà sâu xa, mà một cái tầm hiểu biết bao quát về chính trị, xã hội, về Đảng Cộng sản Việt Nam và về phía sau bức màn sân khấu như thế nào thì có lẽ cũng không đủ tầm để mà nói về Nguyễn Sơn Tùng, về Sơn Tùng, Nguyễn Sơn Tùng. À, Trang TV thì có vẻ giống như là trong cái chuyện mà soi mói mà Việt Nam tham nhũng thế này thế kia đó thì có thể là soi mói được, nhưng mà nói rộng nữa thì cũng không nói được. Trang TV là một kênh mà trước đây cũng cùng với cả kênh Master Vui Vẻ đó tát nước theo mưa trong cái vụ mà Nguyễn Phương Hằng đó, thì được rất là nhiều người đăng ký, nhưng mà cái người đăng ký đó thì cho thấy cũng chỉ là những người ảo thôi, những người ảo lên 200 mấy chục ngàn người đăng ký, mà bây giờ kênh làm video thì cũng không bao nhiêu view, không có nhiều so với cả số người đăng ký mà mấy trăm ngàn người. Thì bởi vì là không có một cái hiểu thì Trang Trang TV bây giờ lên án Nguyễn Sơn Tùng thì cũng nói vòng vòng mà nó rối ra rối rắm, nó không thấy một cái sự bao quát của một cái người sống trong xã hội Việt Nam hiện tại, một cái người YouTuber mà lại là một ngày đẹp trời lại nghĩ ra chuyện thành lập một cái đảng mà cạnh tranh với Đảng Cộng sản Việt Nam, chê bai Đảng Cộng sản Việt Nam. Thì thực sự cũng lo cho cái anh Nguyễn Sơn Tùng này, không biết vợ con như thế nào. Nói chuyện chính trị chính em mà đòi thành lập Đảng Việt Nam thì như đã nói ăn cơm tù. Chính quyền này là của dân, do dân, vì dân. Thì rõ ràng như vậy là chính quyền này lại phải huy động nguồn lực, huy động tiền bạc để mà dẹp đi cái sự chống đối đó, thì lại phải tốn nguồn lực. Thì thay vì là chống đối lẫn nhau để đánh nhau thì là cùng dùng các cái nguồn lực đó để mà phát triển kinh tế, để mà xây dựng Việt Nam hùng cường thịnh vượng. Thì Đảng Vì Việt Nam Thịnh Vượng sẽ không phân chia giai cấp, để mà tập trung vào việc đoàn kết dân tộc. Hay là cái thứ hai, như là các bạn thấy Đảng Cộng sản Việt Nam đấy, thì hay là đã đọc lịch sử đấy, các bạn thấy người ta cũng ca ngợi cái việc, hay là cái con đường người ta là dùng bạo lực cách mạng, các cái biện pháp là dùng bạo lực cách mạng. Còn Đảng Vì Việt Nam Thịnh Vượng thì sẽ ưu tiên hòa bình, luật pháp, trật tự. Tại vì tôi đã nói chuyện với bạn, khi mà chúng ta sống làm việc theo hiến pháp pháp luật thì nó sẽ diễn ra trong trật tự, trong hòa bình. Chứ còn bạo lực thì gây đau khổ, gây đau khổ, gây đau thương, gây hận thù, oan oan tương báo, để biết bao giờ cho hết. Thì bạo lực có thể cướp đi cái sự sống, cướp đi cái quyền sống con người. Nên là tôi mới ca ngợi Mahatma Gandhi để giành độc lập cho Ấn Độ để mà không dùng bạo lực. Thế hay là Martin Luther King, thế rồi thì Nelson Mandela giành lại quyền bình đẳng giữa người da đen với người da trắng, là cùng bình đẳng, để chứ không có chủng tộc nào, để không có nhóm người nào để ưu việt hơn, để giành lại. Thế nhưng mà bằng cái biện pháp hòa bình, không đổ máu. Nên là tôi thấy cũng có bạn để comment, phải thế thì mới là vĩ nhân, mới là cha già dân tộc đấy, chứ còn đấy lại đổi mấy triệu sinh linh thì nó không gọi là được đánh giá cao đấy, như là những người mà dùng cái biện pháp hòa bình không tốn mấy triệu sinh linh. Nhưng mà tôi đã bạch ra thì nó tương đối là đúng đắn, và tôi cũng đã nhận được những cái lời khen, lấy kinh lệ, rồi thì cái sự tin tưởng, cái sự ủng hộ, sự kinh lệ khen cho mày chết á, nhiều người. Đặc biệt là khi mà gần đây tôi công khai cái số điện thoại của mình 0944170009, 0944170009, sự ủng hộ, sự động viên, đấy, sự kinh lệ của mọi người. Hai ủng hộ trời.
543-21, chúng ta đã thử máy xong. Chúng ta vừa nghe một vài lời của một cái người tên là Sơn Tùng, chủ kênh Vì Việt Nam Thịnh Vượng, lên trên mạng chém gió là thành lập đảng mới Vì Việt Nam Thịnh Vượng. Anh này anh nói như thế thì anh nói nó vẫn còn mông lung. Thì lâu lâu thì chúng ta nghe chuyện chém gió, chính trị chính em ở trên trời cao, chuyện trên trời dưới biển. Thứ nhất là không nghe nói là lãnh tụ của cái đảng Vì Việt Nam Thịnh Vượng là ai. Anh Sơn Tùng anh nói như thế thì anh nói với tư cách là một người lãnh tụ đảng, người sáng lập đảng, chủ tịch đảng, tổng bí thư đảng, bí thư đảng hay là người phát ngôn của đảng. Và anh này anh lên anh nói chuyện thì anh ngồi một mình anh nói, tức là chung một cái chỗ phát ngôn đó thì không thấy những người gọi là đồng chí hoặc chiến hữu gì ngồi kế bên hết. Thì cái sự mà lên mạng nói như thế chúng ta thấy nó hời hợt và nó nhạt. Bởi vì thường một cái đảng nào đó thành lập đó thì họ có một cái sự chuẩn bị chán chê rồi. Và khi họ mà bắt đầu ra mắt quốc dân đồng bào gì đấy, đại thể như thế, cho dù là thế giới mạng là thế giới của các công dân mạng đi, thì cũng vẫn phải có đồng minh đồng chí mới được. Chứ còn lẻ loi một cái anh này ngồi lên nói như thế thì nó ất ơ, là bởi vì người ta sẽ hiểu anh này là lãnh tụ hoặc người sáng lập đảng hay sao. Chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về câu chuyện của YouTuber Sơn Tùng này và câu chuyện thành lập đảng. Nó sẽ có nhiều dữ liệu hơn trong những ngày sắp tới. Mà không biết là có kịp là có dữ liệu cho những khán giả trên mạng coi hoặc là dư luận xã hội coi không. Bởi vì an ninh Việt Nam thì đôi lúc họ hành động cũng lẻ lắm. Những người như Sơn Tùng chưa kịp động thủ gì hết là có khi người ta bắt bỏ tù rồi. Thành ra là có khi cũng không có dịp để mà giải thích rõ hơn. Nhưng mà cái chuyện mà những người như Sơn Tùng, những người YouTuber trên mạng xã hội mà ngáo ngang ngáo ngơ mà xuất hiện theo cái kiểu là thành lập đảng thì có thể nó cũng là một cái tin vui, niềm vui cho những người an ninh Việt Nam. Bởi vì như thế là công việc của họ thì nó đỡ chán hơn. Lâu nay Việt Nam thì an ninh kể cũng như là cũng tốt, cho nên là chắc những người an ninh Việt Nam họ cũng nhàn. Thì chúng ta thấy là cái sự mà cái sự mà một người nào đó mà lên mạng xã hội nó là thành lập đảng thì nó là lớn chuyện, ít nhất là trên thế giới mạng. Còn an ninh Việt Nam hoặc là báo chí Việt Nam chưa nói tới là bởi vì có lẽ là họ thấy chưa đến lúc nói. Chứ còn khi mà báo chí mà bắt đầu nói về cái người Sơn Tùng này chủ kênh Vì Việt Nam Thịnh Vượng thì tức là sẽ là sắp bị bắt, thì là mới là có câu chuyện là báo chí lên tiếng. Để gọi điện thử cho cái em chàng này xem thử có gì vui không. lâu lâu tò mò gọi điện xem nó như thế nào. Chúng ta sẽ gọi điện cho vui. Xin khán giả, mọi người, những người tò mò, xin chào những người tò mò, những người tò mò về cái sự biết, những người thầm lặng và những người vô hình chờ trong giây lát để thử gọi điện cho cái anh Sơn Tùng này xem như thế nào. Gọi hỏi xem thử là anh không sợ bị đi tù hay sao. Điện thoại V247. Quý vị có $8.02 bao gồm 12 cent tiền thưởng. Xin bấm vào số điện thoại. Chuyện này cũng đáng để tò mò. Quý vị có 67 phút. Hello Sơn Tùng à, Sơn Tùng. Dạ. Sơn Tùng ơi, em có phải là bên kênh Vì Việt Nam Thịnh Vượng không? Vâng, đúng rồi anh. Ô, em thấy trên mạng em để cái video là Vì Việt Nam Thịnh Vượng á. Rồi không sợ bị an ninh Việt Nam bắt hả em? Sao mà bắt anh? Tại vì thành lập đảng như thế thì nó phức tạp. Thứ hai nữa là bên Việt Nam thì theo như mà được biết thì hồi đó đến giờ đâu có chuyện và thành lập đảng mà lên mạng công khai vậy ta. Anh là người Việt Nam hay anh là người Mỹ? Anh là người Việt. Không, như em hỏi là anh quốc tịch Việt Nam hay anh quốc tịch Hoa Kỳ? Anh quốc tịch Việt Nam. À, anh đi quốc tịch Việt Nam nhưng cũng có thể là anh đi Mỹ lâu rồi nên là anh chưa thông thạo về pháp luật Việt Nam.
những cái điều mà em nói thì em phải nghiên cứu pháp luật rất là kỹ. Ừ. Nhưng mà em vẫn biết rằng là cái chuyện em làm thì lâu nay nhiều người cũng vẫn có vẻ là đã làm đó, nhưng mà họ cũng bị bắt hết đúng không? Thì cái câu chuyện là những người em thấy không có người nào làm như em cả. Nếu mà những người mà người ta làm như em thì người ta sẽ không bị bắt. Từ trước nay em thấy không thể làm người nào làm như em cả. Anh kể ra cho ai có thể là anh em thực kể ra tấm gương nào mà một người nào mà làm như em ạ. Để anh nhớ lại xem, đại thể là những người mà bất đồng chính kiến đó thì có manh nha là thành lập đảng này đảng kia, thì có lẽ là anh cũng nhầm ở chỗ là dường như là chưa có ai làm, nhưng mà với cái cách suy nghĩ mà lâu nay của những người mà quan sát về thời cuộc đó, những người mà có tiếng nói mà nói là bất đồng chính kiến gì với Việt Nam đó, và theo cái cách của những người cộng sản Việt Nam thì những trường hợp mà kiểu như em thì cái chuyện họ bắt thì có lẽ là lẻ thôi, anh nghĩ là như thế. Anh phải hiểu là không có một người nào em quan sát đâu, không có một người nào làm như em cả. Nên là anh cho em những người nào thì anh thử cho em có một người nào mà có cái cách làm như em thì anh sẽ thấy là không vai cả, Ví dụ em sẽ chỉ ngay ra sự khác biệt nó như thế nào. anh nhớ ngày xưa mà cái hồi mà bên phía anh Lê Công Định với cả anh Lê Thăng Long á, hình như là cũng định là manh nha là thành lập một cái nhóm, một cái tổ chức mà anh Lê Thăng Long, một cái vụ anh Định đó là hồi đấy là Con Đường Việt Nam gì đấy em nhớ không, thì cuối cùng cũng bị bắt đấy. Nó khác nhau một cái cơ bản, khác nhau một cái cơ bản là các vị đấy là các vị là chống chính quyền, còn em thì lời nói và hành động của em là ủng hộ chính quyền đấy, khác nhau cơ bản đấy. Cái đấy mà anh biết là chính quyền là của dân, do dân vì dân đấy, thì những cái người mà chống lại chính quyền đấy thì người dân trong nước người ta là cũng gọi là thấy cái việc bị bắt là cái việc bình thường ấy, chả ai người ta lên tiếng gì cả đấy, thì nó khác nhau ở chỗ đấy. Sơn Tùng là Anh có bảo không, tức sơn là chính quyền là của dân, do dân vì dân, thế nhưng mà anh lại đòi lật đổ chính quyền, anh đòi xóa xóa bỏ chính quyền, anh đòi lật đổ chính quyền đấy, thì cái việc đấy là nó trái với ý chí nguyện vọng người dân đấy, nên là không thể so được Lê Công Định làm sao mà so với em được. nhưng mà cái cách của Sơn Tùng mà nói rằng là ý chí nguyện vọng người dân đó, thì lâu nay bọn em có một cái sự điều tra gì đó thống kê như thế nào để biết rằng là nguyện vọng của người dân là muốn thành lập đa đảng đa điếc này kia không, hay là chỉ là chủ quan của em thôi? Thì cái câu chuyện là em đang thực hiện cái quyền tự do của công dân Việt Nam, công dân Việt Nam là công dân tự do mà, đúng không? Sơn Tùng là có gia đình, em có vợ con gì Anh không? phải hiểu là sao sao anh? Em có vợ con gì không? Em có gọi cho anh là gọi gì nhỉ? Ý là em có vợ con gì không? Em có chứ anh, nhưng mà anh là ai nhỉ? Anh là ai? Anh phải giới thiệu về bản thân anh ra À, với đồng chí anh em. anh anh cũng là khán giả mà cũng là YouTuber, là kênh anh kênh thông tấn sát vỉa hè. Anh là YouTuber đúng Ừ. không? YouTuber ra vỉa hè đấy, thì cái câu chuyện là anh thì có thể là anh chưa hiểu biết về pháp luật, bởi vì anh có những cái nhận định nó không chuẩn. Nhưng mà anh đặt giả thiết thì trường hợp là giả dụ như em bị bắt chẳng hạn đó, thì vợ con em sẽ khổ chứ đúng không? Cái đấy thì em không cần phải người khác phải lo lắng cho em hay là lo lắng cho vợ con em, anh hiểu không? À. Đấy, vợ con em thì em là người lo lắng chứ em không không cần thì em thấy nó có vẻ như anh là vẫn cần chưa hiểu biết về luật pháp ấy, thì anh cứ theo dõi em tìm hiểu theo dõi bên mình đang tìm hiểu. Anh sợ không kịp theo dõi chứ, anh sợ vài bữa nữa công an bắt em á. Thì chính những cái suy nghĩ và những cái lời nói như anh đang nói, cái suy nghĩ và lời nói đấy chính là đang làm hại em. Vì sao? Còn những cái suy nghĩ mà nó đúng đắn là thấy là rằng là em rất là tuân thủ luật pháp, bây giờ thì văn minh tiến bộ đúng tuân thủ luật pháp ấy, thì đấy là một cái việc mà làm cho em an toàn đấy. Chứ còn anh lại nghĩ rằng là như vậy là bị bắt đấy, thì chứng tỏ là anh không hiểu biết về pháp luật. Đây là cái nét, cái thứ hai là anh
như vậy là em thấy là cũng vậy là cái suy nghĩ nó không đúng đắn như vậy thì nó sẽ làm hại người khác. Ủa cái thông tin mà anh biết về Tùng á là thấy là em là làm bên công ty hóa dược Vĩnh Phúc á, ở ở tòa nhà Mark Plaza ở số 10 đường đường Trần Phú bên Hà Đông, có đúng không ta? Cái công ty đấy thì em chưa đóng cửa lâu rồi. À. Thì đại thể mấy thông tin về về góp vốn nhiều công ty mà. Nhưng mà anh nghĩ nếu như mà em mà dân làm ăn thôi, cái chú tâm là ăn thôi, chứ chính trị chính mẹ chính em làm gì cho phức tạp Tùng. Em không phải là người ích kỷ như anh. Em nghĩ thế hả? Hello? Hello, hello, hello. Không biết vì sao mà tín hiệu bị mất, nhưng mà nói chuyện với Sơn Tùng vài chữ vài điều như thế thì cũng có thể thấy được cái câu chuyện rồi. Tức là YouTuber Sơn Tùng thì dường như là vẫn có một niềm tin chân thật, niềm tin chân thành về cái chuyện là thành lập đảng ở Việt Nam. Hồi nãy cũng chưa kịp hỏi Sơn Tùng đó là cái việc mà thành lập đảng như thế thì nó chỉ là manh nha mà bên cạnh là Sơn Tùng đó, mà có người này người kia hay không á, mà lại là lên mạng xã hội thì chỉ là đơn độc lẻ loi như thế. Chắc là để hỏi thêm cái chuyện này tí. Điện thoại V247 quý vị có. Xin khán giả chờ trong giây lát. Quý vị có 60 phút. À, Xuân Tùng ơi, anh hỏi thêm hai câu nữa được không? Không, em thấy anh gọi điện làm phiền em. Không thích nghe hả? Thì bởi vì có một câu hỏi nữa là em lên livestream mà anh thấy em ngồi có một mình á, thì khi thành lập một cái đảng mà theo như anh biết á, thì họ sẽ có những người đồng chí hoặc là những người phía sau, thì anh thấy em có một mình là cái chuyện thành lập đảng đó là hiện tại là một mình em hay là có một số người là mà bên cạnh em rồi? Ủa? Cứ máy là hello 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 ok, Sơn Tùng tôi cúp máy rồi. Dù sao cũng cảm ơn là Sơn Tùng đã trả lời một số điều, thì có thể là cũng xin lỗi Sơn Tùng về cái chuyện là cái tiếng nói này thì của Sơn Tùng thì đưa ra công khai, thì coi như là cũng xin lỗi cái chuyện đó. Nhưng mà trong cái sự mà thế giới mạng mà trao đổi cái này cái kia mà cái chuyện mà đưa lời nói ra như thế thì nó cũng không có gì là ngại, tại vì cái lời nói thì nó cũng là lời nói thực sự thôi, nó không có gì sai hết mà để mà phải sợ. Ở đây thì chúng ta có thể thấy là cái chuyện mà thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, đảng mà đối chọi với Đảng Cộng sản Việt Nam á, thì thực sự YouTuber Sơn Tùng có một số khái niệm mà theo như kênh Thông tấn tấn xã Vỉa Hè chia sẻ với chú nghe đó thì thấy nó không có chuẩn. Thứ nhất á, là Sơn Tùng, YouTuber Sơn Tùng nói rằng là Đảng Cộng sản Việt Nam á, thì nên có một cái đảng nào đó để thành lập. Trong trường hợp mà Đảng Cộng sản Việt Nam mà mất niềm tin á, và một cái khoảng trống quyền lực mà được tạo ra đó, thì những cái đảng mà giống như là Đảng Vì Việt Nam quyền lực á, thì có thể là chia sẻ quyền lực và đắp vào cái chỗ trống như thế. Thì cái chuyện này nó vẫn còn xa vời quá. Tại vì với những gì đang diễn ra thì có thể thấy là Đảng Cộng sản Việt Nam là họ bao quát hết cái xã hội Việt Nam bây giờ, cái quốc gia Việt Nam bây giờ, tức là từ trên xuống dưới, từ nguyên thủ quốc gia cho đến chính quyền phía dưới, cho đến các thủ tướng bộ trưởng, cho đến ban sở ngành, tất cả thì dường như là họ bao trùm hết. Và thứ hai nữa là một cái đảng mà mới ra đời mà chưa biết nó như thế nào, cái tiêu chí của nó như thế nào, cái mà gọi là điều lệ đảng này,
Rồi cái phương châm, cái phương hướng, cái cương lĩnh của đảng, một đảng á, thì như thế nào thì chưa nghe thấy là cái người YouTuber là Sơn Tùng này nói. Rồi thêm nữa là một cái đảng mà không biết là đã chính thức thành lập hay chưa, hay là trong tương lai sẽ thành lập, mà lại nói rằng là có thể so sánh với một cái đảng mà như Đảng Cộng sản Việt Nam mà chúng ta thấy thành lập từ năm 1930 đến bây giờ là có một cái lịch sử là lên tới 92 năm rồi, thì có thể nói là một cái cây đa cây đè trong cái chuyện là lĩnh vực chính trị rồi. Thì một cái sự mà giống như là đưa ra một cái sự tiên đoán sớm quá mà là một cái đối thủ cạnh tranh với Đảng Cộng sản Việt Nam á, thì thực sự nó là mơ hồ và nó ngây thơ. Thứ hai nữa là những người cộng sản á, thì họ có một cái gọi là cái suy nghĩ á, là chính quyền thì trên đầu ngọn súng. Thứ hai nữa là chuyên chính vô sản, bạo lực cách mạng là họ có đủ hết. Và cái hoạt động của những người cộng sản á, thì họ có một cái lịch sử hoạt động lâu lâu dài và lâu đời á, cho nên là những cái chuyện mà tổ chức trấn áp rồi bảo vệ rồi nhiều chuyện nữa đối với cả một cái tổ chức hoặc là xã hội á, chính quyền á, thì thực sự họ rất là gọi phải nói là nó giống như là lão luyện á. Sơn Tùng á, thì có nói về một cái đảng ở bên Mỹ của những người Việt thì nói là Đảng Việt Tân. Thì thực sự cái đấy là một cái khái niệm sai, bởi vì Việt Tân á, tổ chức Việt Tân á, thì họ luôn coi họ là một cái nhóm network, là một cái nhóm liên kết. Mọi người cố gắng vô ủng hộ kênh Sơn Tùng TV để cho Sơn Tùng TV mau đi tù à. Tại vì là cái sự mà chính thức của cái tổ chức mà gọi là Việt Tân ở bên Mỹ đó, thì người ta không gọi người ta là đảng nha. Người ta gọi người ta là một cái network, tức là một cái nhóm liên kết thôi. Và câu chữ đối với chính quyền Mỹ và nước Mỹ đó thì không phải là một cái đảng. Nhưng mà nói qua tiếng Việt đó, thì lâu nay người ta cứ hay nói đến cái chuyện là Đảng Việt Tân. Thì cái đấy là cái sai. Cái đấy là thực sự là một cái sự gọi là không có chính danh. Đảng Việt Tân thì nó sẽ là một cái political party, tức là một cái đảng chính trị. Đảng chính trị thì ở Mỹ thì sẽ phải đăng ký hoạt động. Đăng ký hoạt động rồi cương lĩnh, điều lệ như thế nào. Rồi kinh phí cho các hoạt động đó là như thế nào. Rồi chủ tịch đảng, tổng thư ký đảng gì đấy là nó tùm lum ra. Nó phải đăng ký chính thức. Nhưng mà có lẽ là Việt Tân thì là một cái nhóm người mà dường như là trong cái sinh hoạt chính trị Mỹ là không có một cái chính danh, không có đăng ký chính thức. Cho nên là trên mạng lưới xã hội thì vẫn nói là Đảng Việt Tân, nhưng mà cái chính thức thì tiếng Anh thì dùng chữ network, nhắc lại là như thế. Còn người ta nói Đảng Việt Tân và người ta cũng có là bí thư rồi có chủ tịch đảng thì người ta gọi như thế, có lẽ là một cái sự là tự gọi thôi, tự phong thôi. Chứ còn trong hoạt động chính trị của Mỹ thì chúng ta không thấy câu chuyện Việt Tân. Và trong cái dòng chính của chính trị Mỹ đó thì chúng ta thấy là Việt Tân thì dường như là không thể nào phù hợp được. Bởi vì Việt Tân là nói là đem lại dân chủ tự do gì cho Việt Nam, là quốc gia Việt Nam là một quốc gia nằm ở Đông Nam Á, là cách nước Mỹ là xa nửa vòng trái đất. Thì một cái tổ chức ở ngoài Việt Nam mà ở trong lòng nước Mỹ như Việt Tân á, thì hẳn nhiên á, là giống như là một cái nhóm lưu vong như thế thì có lẽ là không tác động gì đến Việt Nam được. Tại vì anh mà sinh hoạt một cái sự đảng phái đó thì anh phải là có một cái chân đứng trên một cái lãnh thổ đó, mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tức là anh phải có người ở trong cái lãnh thổ đó và anh quyên góp vận động gì đấy tùm lum á, thì anh phải có một cái hiện hữu là vật lý ở trên cái mảnh đất đó. Còn đằng này anh thì ở nước Mỹ là cắt nước Việt Nam lửa vòng trái đất, mà anh nói này nói kia thì cũng chỉ là lời nói trên mạng thôi, mà không làm gì được. Còn chính quyền Việt Nam và công an an ninh Việt Nam thì liệt Việt Tân vào một cái tổ chức khủng bố. Cho nên người Việt bây giờ người ta đa phần người ta nghe tới Việt Tân là người ta sợ. Người ta sợ là bởi vì người ta nói là tổ chức phản động. Cho nên là trong nước Việt Nam thì có lẽ Việt Tân là không có một cái chỗ đứng. Và những người của Việt Tân mà bước chân vào lãnh thổ Việt Nam á, thì chính quyền Việt Nam là bắt liền, tại vì thành viên của tổ chức khủng bố. Còn nếu ở bên Mỹ thì cứ nói này nói kia trên mạng xã hội, nhắc lại như thế. Thì lâu nay thì chính phủ Mỹ thì thường hay nói rằng là tại sao là Việt Nam thì lại liệt Việt Tân vô khủng bố. Việt Tân thì dường như là không có gì là cho thấy khủng bố hết đối với pháp luật Mỹ. Thì pháp luật Mỹ là pháp luật Mỹ, mà pháp luật Việt là pháp luật Việt. Và an ninh Việt Nam thì vẫn nói rằng là đối với chính quyền Việt Nam, Việt Tân là khủng bố. Cho nên là dù Mỹ có phản đối nhưng mà họ bắt người là họ vẫn bắt thôi, thành viên của Việt Tân. Và chính phủ Mỹ thì cũng không làm gì được Việt Nam, tại vì có vẻ giống như là nước nào thì có luật của nước đó, và nước nào thì cũng có cái câu chuyện nội bộ của nước đó.
thì Việt Nam họ bắt những cái thành viên của Việt Tân, người ta nói là chuyện đấy là chuyện nội bộ Việt Nam. Và nước Mỹ thì thấy tổ chức Việt Tân là một cái tổ chức dường như không có sự chính danh, cho nên là họ cũng không để ý mấy. Nói thì nói theo câu chuyện là nhân quyền gì của Mỹ thì hay lên tiếng thế này thế kia thôi. Còn nói tiếp về cái khái niệm mà Sơn Tùng nói á, thì một cái video của Sơn Tùng nó rất là dài, và trên cái kênh của Sơn Tùng này á, vì Việt Nam Thịnh Vượng thì bây giờ nó giống như là có nhiều khán giả vô á, thì họ ủng hộ cho Sơn Tùng để làm một cái đảng mới. Nhưng mà những người khán giả đó thì chúng ta không biết là họ là ai, họ có phải thành viên của những cái tổ chức nào ở ngoài quốc hay không, tại vì những cái nick trên mạng thì những là cái nick giả thôi mà, một người có thể lập ra 100 nick cũng được. Thì những người YouTuber như Sơn Tùng thì dường như đang có một cái sai lầm là tin vào những cái nick ở trên mạng. Tin vào nick ở trên mạng và tự huyễn hoặc rằng là mình có thể tạo lên một cái đảng mà cạnh tranh với Đảng Cộng sản Việt Nam, thì nó thực sự là mơ hồ. Nó mơ hồ trong một cái đời sống ảo trên mạng xã hội, nhưng mà cái kết cục của nó trong cái đời sống thực á, thì nó sẽ là một cái kết cục thật, đi tù là một chuyện thật. Còn nếu mà nói về một cái quá trình hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam á, thì nếu mà nói về chuyện chính trị chính em thì nó rất là dài. Nhưng mà nếu mà nhìn vào lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam thì phải thấy rằng là họ là những người rất là tài, những người lãnh đạo đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam, giả dụ như Chủ tịch Hồ Chí Minh, những nhân vật mà giống như là ông Võ Nguyên Giáp, ông Phạm Văn Đồng, ông Trường Chinh, ông Nguyễn Lương Bằng, rất rất nhiều những nhân vật khác, ông Lê Duẩn, ông Lê Đức Thọ, những tướng lĩnh của quân đội nhân dân Việt Nam, những người làm bên ngành công an. Mà cái hồi mà Đảng Cộng sản Việt Nam á, mà mới thành lập như thế thì họ ra đời từ cái lúc non trẻ, năm 1930 mà họ thành lập thì ở bên Hồng Kông, ở bên Cửu Long. Và họ có cái sự chống lưng của quốc tế cộng sản, tức là của Liên Xô, của Trung Quốc. Thì nếu mà so sánh như thế thì chúng ta thấy một cái người YouTuber là giống như Sơn Tùng bây giờ ngồi lên mạng xã hội mà ngồi có lẻ loi một mình mà nói rằng là cần thiết Việt Nam phải có một cái đảng vì Việt Nam thịnh vượng, thì chúng ta thấy nó mơ hồ thực sự. Là bởi vì sau lưng của Nguyễn Sơn Tùng là ai? Nếu mà hoạt động đảng thì đầu tiên là phải có kinh phí, phải có tiền bạc, có gạo thì mới là nấu thành cơm, có bột mới gột lên hồ. Thì thứ nhất là tiền bạc, thứ hai là tổ chức bộ máy là như thế nào, rồi những cái tổ chức hoặc những quốc gia nào đứng phía sau chống lưng nữa thì mới được. Chứ còn nếu mà lên mạng mà hoạt động một mình như thế mà nói là thành lập đảng thì nó nguy hiểm vô cùng, bởi vì có thể bị bắt bất kỳ lúc nào. Bây giờ chúng ta nhắc lại là Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày xưa mà thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng Cộng sản Đông Dương á, thì như đã nói là trước khi mà thành lập đảng thì Chủ tịch Hồ Chí Minh được nói là sinh năm 1890, năm 1911 thì bắt đầu đi ra ngoài quốc, đi qua Pháp, rồi đi qua Anh, rồi đi qua Mỹ, rồi đi qua Liên Xô, rồi đi qua Trung Quốc, rồi đi qua Thái Lan, đi qua Hồng Kông. Một cái nhân vật siêu hạng như thế, lúc còn trẻ mà thời xa xưa mà Việt Nam mình chẳng mấy ai đi ngoại quốc á, thì Chủ tịch Hồ Chí Minh thì đã đi rất là nhiều và trải qua tù đầy nữa, bị chính quyền ở Hồng Kông là kết án, bị chính quyền của Tưởng Giới Thạch thì cũng cho đi tù. Thì một cái sự mà bôn ba hoạt động như thế, mà theo những gì mà tìm hiểu về Chủ tịch Hồ Chí Minh thì phải thấy rằng là một người rất là giỏi. Rất là giỏi như thế thì mới được là những người cộng sản quốc tế họ lựa chọn để họ nói rằng là phụ trách cái phong trào cộng sản ở cái vùng Đông Nam Á, ở vùng Đông Dương. Tức là người ta nhìn mặt, người ta đặt tên và người ta nhìn mặt người ta lựa chọn. Có cả những người mà giống như ông Trần Phú, ông Hồ Tùng Mậu và nhiều người khác nữa đó, ông Lê Hồng Phong, Nguyễn Thị Minh Khai. Rất là nhiều người, nhưng mà có những người thì bị hy sinh, bị tù đầy, có những người thì vẫn còn sống đến sau này. Thì chúng ta thấy là phía dưới Chủ tịch Hồ Chí Minh thì cũng có rất nhiều người tài giỏi, là sau này trở thành là giống như là công thần của chế độ, những vị cấp mạng lão thần đó. Thì bây giờ chúng ta nhìn một nhân vật trẻ tuổi giống như là Sơn Tùng thì chúng ta thấy là họ có cái gì trong tay để họ thành lập lên một cái đảng mà cạnh tranh với Đảng Cộng sản Việt Nam. Ít nhất là đối với mình, với tư cách một khán giả, mình thấy là YouTuber Sơn Tùng không có đủ tầm gì về câu chuyện chính trị chính em để mà có thể là thành lập đảng này đảng kia hết. Không đủ. Bởi vì cái suy nghĩ thì thứ nhất là nó máy móc, thứ hai nữa là nó chân phương, nó ngây thơ, thứ ba là dường như là không hiểu rõ về những người cộng sản Việt Nam. Nhắc lại rằng là những người cộng sản Việt Nam á, là họ ra đời trong khói lửa, họ ra đời trong chiến trận.
họ ra đời trong trứng nước, họ ra đời từ cái lúc mà họ lực lượng của họ rất là ít, và sau đó thì họ thành lập công an, thành lập quân đội, thành lập tất cả bộ máy chính quyền của họ, và họ cũng tuyên truyền rất là giỏi, rồi họ đưa người đi ra ngoại quốc học tập này kia. Thì chúng ta thấy đó, từ cái thời mà Chủ tịch Hồ Chí Minh mà đưa một số thanh niên mà nói là Việt Nam cách mạng đồng chí hội, đúng không ta, đưa những người trẻ tuổi đi qua bên Trung Quốc học, có nhiều người thì học trường quân sự Hoàng Phố, có những người thì qua những cái lớp bồi dưỡng ở Quảng Châu, ở Hồng Kông đó. Tức là muốn làm những cái chuyện đấy là thứ nhất đó, là họ phải có những cái nhân tố là lực lượng. Và khi có lực lượng, có những người thanh niên trẻ tuổi rồi thì là phải có tiền bạc nữa. Rồi thì đưa người đi qua xứ khác đâu phải là chuyện đơn giản. Nơi ăn trốn ở này kia thì phải có tiền bạc. Thì tiền bạc cũng là quốc tế cộng sản. Quốc tế cộng sản thì đứng đầu là Liên Xô. Liên Xô thì chu cấp tiền bạc. Ngày xưa mà cái ông mà Mikhail Volodin mà nói là cấp trên của Chủ tịch Hồ Chí Minh á, thì ông phụ trách phong trào cộng sản ở cái vùng Đông Á, thì chính ở Quảng Châu, thì tiền bạc có như thế thì mới hoạt động được. Thì rõ ràng là ngày xưa mà giả dụ như Chủ tịch Hồ Chí Minh mà ra đi, mà từ bến Nhà Rồng, thành phố Hồ Chí Minh, mình đi Pháp á, Sài Gòn ngày xưa đi Pháp á, thì cũng đi làm phụ bếp trên tàu, rồi cũng bôn ba khắp nơi như thế, rồi mới kết nối với cả những người cộng sản quốc tế. Thì cái đường đi nó rất là gian lao, chả có tù đầy. Còn bây giờ thế giới mạng thì có những người là lên trên mạng nói này nói kia, sống một cái đời sống của đời sống hiện đại bây giờ đó, mà lại nói là thành lập đảng cạnh tranh về một cái đảng mà có gần 100 năm tuổi, mà cái đảng đấy thì có công an, có quân đội, và cái đảng đó thì giống như là kêu gọi dân chúng là đoàn kết để mà lập lên một cái quốc gia mới từ năm 1945, rồi kháng chiến chống Pháp, rồi kháng chiến chống Mỹ, rồi thống nhất đất nước. Họ làm được những cái chuyện mà thế giới dường như có một không hai như thế, mà tại sao bây giờ có những người trẻ trẻ thì lên mạng thì nói chuyện là thành lập đảng cạnh tranh với họ, mà trong tay dường như không có gì hết, chỉ có cái lời nói chém gió trên mạng thôi, thì nó nguy nan. Còn bây giờ nói chuyện là như chúng ta nghe YouTuber Sơn Tùng có nói đó, là em làm cái chuyện là nó đúng luật, mà nếu mà đúng luật thì có lẽ là sẽ không bao giờ bị bắt. Nhưng mà những người cộng sản ấy thì chúng ta phải hiểu rằng nó là võ này võ kia trong cái chuyện hoạt động, là người ta có hết, công khai hay là không công khai, bí mật gì đó họ có hết. Và cái chuyện mà chịu tù đầy đó là họ cũng có hết. Chúng ta thấy ngày xưa mà nước Pháp mà nói rằng là công bằng bác ái vị tha đó, là coi như là nước Pháp ngày xưa là nước mẹ của thuộc địa Việt Nam mình đó, gọi là An Nam đó, hoặc là Nam Kỳ, Bắc Kỳ, Trung Kỳ á. Thì nước Pháp thì nói là có tự do bình đẳng bác ái, cổ suý dân chủ tự do, nhưng mà ở xứ thuộc địa Việt Nam Đông Dương á, thì rõ ràng á, là những người hoạt động chính trị nước Pháp bắt bỏ tù hết rồi. Bây giờ những người mà đã hy sinh á, mà bây giờ chúng ta thấy tên đường phố khắp nơi đó, Lê Hồng Phong, Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Thị Minh Khai, Lý Tự Trọng, biết bao nhiêu người mà đảng viên cộng sản ngày xưa mà bị nước Pháp bỏ tù. Giả dụ như người ta nói ở Sài Gòn có cái con đường Catina, rồi có cái bốt Catina mà ngay đầu đường Đồng Khởi bây giờ, ngay chỗ nhà thờ Đức Bà mà đổ xuống dốc mà đi xuống dưới bến sông Bạch Đằng á, sông Sài Gòn á, thì cái bốt đấy gọi là bốt Tina, ở trong đấy gọi là có mật thám, thì người ta truy quét những người cộng sản, người ta bắt bỏ tù cả đống luôn á. Thì những người đấy là cũng là những người là coi như là chỉ hoạt động mà theo cái lối rằng là công khai và đúng luật thôi, dân chủ tự do, nhưng mà bên mật thám Pháp họ bắt, họ vẫn bắt rồi. Người nào bị bắt rồi nhảy vô bí mật rồi cảnh sát với mật thám Pháp cũng đi lùng, cũng đi bắt, cũng bắt bỏ tù, xử tử rất là đông đảng viên cộng sản. Cho nên mới nói là giống như là YouTuber Sơn Tùng bây giờ bảo rằng là em làm đúng luật, em làm đúng luật thì không ai bắt em, thì đấy là một sự ngây thơ rồi. Đúng luật của bạn á, thì người ta có nghĩ rằng là bạn làm đúng luật để cho nước Việt Nam là tốt đẹp hơn hay không, hay là bạn đang là một cái thế lực á, là đối đầu với là chính quyền và làm cho nước Việt Nam là náo loạn, thành lập đảng của bạn là đa đảng nó đã phù hợp hay chưa, dân trí Việt Nam như thế nào. Có những câu hỏi mà chưa kịp hỏi Sơn Tùng thì cúp máy. Chứ còn giả dụ như chúng ta thấy là ngoại quốc bây giờ thì hiếm gì nước có đa đảng, nhưng mà bảo đa đảng mà đem đến một cái sự ổn định đó, đàng hoàng thì cũng đâu có đâu. Nước Mỹ là coi như là được nói là dân chủ tự do là đứng đầu, tự nữ thần tự do là dương cái ngọn đuốc tự do là khắp thế giới, soi sáng khắp nước Mỹ đó. Nhưng mà nước Mỹ mà có tự do, dân chủ, có đa đảng, mà công dân Mỹ bây giờ thì vẫn là chiếm cái tòa nhà Quốc hội Mỹ, vẫn vô đập phá tòa nhà Quốc hội Mỹ đó. Đó, đa đảng nó là như thế đó, nó vẫn có mặt trái của nó.
Thì đối với những người cộng sản thì họ sẽ đưa ra những cái câu chuyện đó, họ ví dụ và họ sẽ dập tắt những cái chuyện mà đa đảng ở Việt Nam liền thôi. Và như đã nói đó, nước Pháp là tự do dân chủ bác ái văn minh, nhưng mà mật thám Pháp thì bắt những người cộng sản Pháp vào tù. Thậm chí một cái ông mà nói là luật sư mà Nguyễn An Ninh á, là ông hoạt động theo cái dạng là đúng luật công khai mà cũng bị mật thám Pháp bỏ tù. Ngày xưa ông viết báo mà tiếng chuông rè đó, ông đi bán ở đường Đồng Khởi, bây giờ gọi là Catina, đường Lê Lợi thì ngày xưa gọi là đường Bona, thì đó ông đi phát báo ở đấy thì mật thám bắt ông vào tù. Thì rõ ràng ông không làm gì lên tội mà người ta bắt, người ta vẫn bắt thôi, bởi vì người ta thấy đe dọa đến chế độ và người ta hiểu được cái động cơ của anh thì không phải như những gì anh nói làm cho xã hội tốt đẹp, mà anh gây là một cái sự bất ổn tới chính quyền chế độ. Cho nên là người Pháp mật thám Pháp có võ gì á, thì những người cộng sản họ cũng biết hết võ đó, tại vì họ đã từng là nạn nhân của cái chuyện đó rồi. Rồi thêm nữa, bây giờ là những người YouTuber như Nguyễn Xuân Tùng mà thấy lên mạng kêu gọi thành lập đảng á, thì phải hiểu rằng là phía sau bức màn sân khấu á, thì ở Việt Nam á, nếu mà nói theo hiến pháp mà nhiều người nói rằng là Việt Nam là một chế độ độc đảng, và hiến pháp điều 4 á, thì nói rằng là chỉ có một đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, thì điều đó nó không đúng nha. Hiến pháp Việt Nam mà điều 4 á, thì nói rõ rằng nó là Đảng Cộng sản Việt Nam á, là một cái đảng mà tiên phong lãnh đạo đất nước Việt Nam, tức là đứng ở vị trí tiên phong. Tiên phong tức là đứng đầu. Đứng đầu thì sẽ có đứng thứ hai, đứng thứ ba, đứng thứ tư. Thì Đảng Cộng sản Việt Nam nói là đứng đầu thì coi như là đi trước. Và như thế thì không nói rằng là ở Việt Nam chỉ có một đảng, hiến pháp Việt Nam không nói thế, mà được ngầm hiểu rằng là ngoài cái sự tiên phong của Đảng Cộng sản Việt Nam thì có thể có những đảng khác là chung sức là cùng lãnh đạo đất nước Việt Nam. Nhưng mà chúng ta phải thấy rằng là ở Việt Nam á, thì giả dụ như là có đảng là dân chủ này, có đảng xã hội này, có trước đây Việt Nam có rất là nhiều đảng, nhưng mà khi mà Việt Nam mà nói là thống nhất đất nước á, coi như là kháng chiến chống Mỹ mà đánh thành thành công á, thì các đảng kia họ thấy rằng là đảng Việt Nam giống như tài giỏi quá, và họ thấy họ cũng chẳng cần phải tồn tại làm gì, cho nên họ xin giải tán đảng. Chứ không phải Việt Nam là không có đa đảng đâu, cái đó là mọi người nắm lại thông tin và lịch sử nha. Ngày xưa Việt Nam có đảng Việt Cắt, Việt Quốc, Quốc Dân Đảng á, rồi Canh Tân, cách mạng đảng gì tùm lum đó. Nhưng mà sau này á thì có nhiều đảng mà được nói là hoạt động chính thức, có ông là Hoàng Minh Giám phải không ta, là tổng bí thư của đảng Dân chủ Xã hội gì đấy, nhưng mà người ta tuyên bố giải tán. Thì chúng ta phải hiểu rằng là vì sao người ta tuyên bố giải tán. Việt Nam có đa đảng, có nhiều đảng cũng thành lập mà mấy ông nó tự nhiên là tuyên bố giải tán hết, thì mới thấy rằng là dường như á, là người ta công nhận rằng Việt Nam thôi chỉ có một mình mấy ông cộng sản lãnh đạo thôi, không cần này đảng kia. Bản thân Đảng Cộng sản Việt Nam thì có lúc chúng ta thay đổi tên là thành Đảng Lao động Việt Nam, bởi vì là tùy theo tình thế đó là người ta thay đổi. Đảng Cộng sản Việt Nam thì có thể là sẽ trở thành một cái đảng cộng sản là thiên về cái chuyên chính vô sản quá, thì có thể là người dân họ không có đồng tình. Và Chủ tịch Hồ Chí Minh thì đã thay đổi tên đảng là Đảng Cộng sản Việt Nam, xin lỗi, Đảng Lao động Việt Nam. Ngày xưa ở ngoài Bắc thì vẫn thấy là Đảng Lao động Việt Nam Quang Vinh, sau này thì thấy là Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh, trước nữa thì cũng thấy Đảng Lao động, Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh. Thì cái thời đổi tên như thế là sự thật. Và đổi tên một lúc nào đó mà họ thấy là có thể giữ cái tên Đảng Cộng sản Việt Nam á, thì họ lại chuyển từ Đảng Lao động Việt Nam thành Đảng Cộng sản Việt Nam. Và trong cái lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam thì vẫn nói rằng là cái thời kỳ mà trở thành Đảng Lao động Việt Nam á, thì vẫn là một thời kỳ của Đảng Cộng sản Việt Nam, chỉ thay tên thôi. Thì tức là người Cộng sản thì họ uyển chuyển như thế đó, họ tùy theo cái tình thế hoạt động của họ. Có lúc này, có lúc kia, có lúc công khai, có lúc không công khai. Nhưng mà phải nói rằng họ rất là tài giỏi. Thì cái sự tài giỏi của họ như thế, họ phải hy sinh như thế, đi tù đầy, rồi cái thời chiến tranh như thế thì biết bao nhiêu người là đã hy sinh ngã xuống cả hai miền Nam Bắc. Thanh niên Hà Nội, thanh niên miền Bắc mà nói là sinh Bắc tử Nam đó, thì thực sự chết rất là nhiều người. Cái hồi mà trong chiến tranh đó, những cái chiến dịch mậu thân và nhiều cái chiến dịch khác, thì thực sự là những người thanh niên của đất nước Việt Nam là ngã xuống máu đổ là vô cùng luôn. Người ta mất bao nhiêu máu xương như thế, người ta mới có được cái Đảng Cộng sản ngày hôm nay và đất nước ngày hôm nay. Mà bây giờ có những người giống như là YouTuber Sơn Tùng á, chẳng mất tí máu nào hết, chẳng mất cái gì hết, mà tự nhiên lại nói là thành lập một cái đảng mà đứng ra là cạnh tranh với Đảng Cộng sản Việt Nam thì sao mà được, không thể nào được.
Thì cái kịch bản, những cái câu chuyện tiếp theo thì thực sự mấy ông an ninh Việt Nam á, mấy ông cũng chẳng cần ra tay ra chân gì đâu, mà bây giờ mấy ông để cho mấy người bên hội Cờ Đỏ này, rồi cái hội gì mà Ấu Trường Dân Chủ gì đấy ra dập cho Sơn Tùng là cũng tơi bời hoa lá rồi. Còn nếu cần thiết nữa thì sẽ có đầu gấu ra dập cho Sơn Tùng tơi bời hoa lá này. Lúc đó đi kêu ai thì bị đầu gấu dập ấy, thì kêu công an. Kêu công an thì xuống nói ba điều bốn chuyện, thì nói rằng là thương tật thì dưới bao nhiêu phần trăm trên bao nhiêu phần trăm như thế. Còn mấy ông dân hoặc mấy ông đầu gấu thì sẽ nói là thằng này nó phản động, là đánh chết nó đi chẳng hạn. Thì cái kiểu kiểu như thế thì YouTuber Sơn Tùng thì không biết là sau lưng là có ai chống lưng không, có ai ủng hộ hay không, hay là lẻ loi một lần mình. Thì với những gì mà muốn bẻ gãy thì có lẽ là họ bẻ gãy trong mấy nốt nhạc thôi, không có cần nhiều đâu. Thì hồi nãy có hỏi Sơn Tùng là đi tù thì vợ con có khổ không, thì Sơn Tùng nói là chuyện đấy em lo được, thì không cần tới người ngoài lo. Thì cũng, chúng ta cũng chẳng biết là những bước tiếp theo của Sơn Tùng thì như thế nào, có phải là một người phát ngôn của đảng Vì Việt Nam Thịnh Vượng hay không, hay là chủ tịch đảng, hay là người sáng lập đảng. Nhưng mà cái tên mà đảng Vì Việt Nam Thịnh Vượng thì nó cũng là một cái sự là khó lòng rồi. Bởi vì một cái kênh YouTube mà nói là Vì Việt Nam Thịnh Vượng thì có thể là nó bình thường, nó không có câu chuyện chính trị. Sơn Tùng có nói rằng là ở Việt Nam thì có thể lập hội được, hội thì nó cũng giống như đảng thôi, mà tại sao là lập hội được mà lại không lập đảng được. Nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng là hội này hội kia đó thì nó là hội, hoạt động hội thường là thiên về kinh tế hoặc là tương trợ giúp đỡ lẫn nhau. Còn đảng thì nó dính tới chữ chính trị. Chính trị nó khác cái chuyện là kinh tế. Phường hội là đơn thuần về kinh tế. Mà Đảng Cộng sản Việt Nam thì như đã nói đó, là họ lãnh đạo Việt Nam là từ trên xuống dưới rồi. Bộ máy của họ thì rộng khắp. Mà bây giờ so với thế giới thì người ta nói rằng là dân trí Việt Nam chưa cao. Mà cuối cùng lại là đa đảng thì hiện tại thế giới cũng lộn nhào. Chúng ta thấy Myanmar là nói là đòi đa đảng đó. Thì bây giờ có ai còn nhớ tới Myanmar đâu. Những người trẻ trẻ mà nghe theo phương Tây đó, rồi xuống đường biểu tình đó, thì quân đội Myanmar có nói rằng là các bạn đang vi phạm pháp luật. Luật nói rằng là các bạn không được biểu tình bạo loạn. Mà các bạn mà biểu tình bạo loạn đó, là các bạn sẽ bị bắn bỏ. Và khuyên các bạn thanh niên là hãy về nhà đi. Các bạn đừng có đùa, các bạn có thể bị mất mạng đó. Và người ta nói và người ta làm. Số đông thì bao giờ cũng tự phát, và số đông bao giờ cũng tiềm chứa cái nguy hiểm hết. Và có những cái thanh niên Miến Điện mà bị bắn á, thì cũng không chắc được, là bởi vì chính quyền họ đã nói rồi. Mà cái sự xuống đường mà đấu tranh mà nói là tự giác và hòa bình á, thì nó rất là khó. Một cái đám đông mà cuồng nhiệt như thế thì nó được dẫn dắt một cái sự tự phát. Mà những cái người xấu mà họ lợi dụng cái đám đông á, mà họ chỉ cần họ quăng một chai bom xăng một cái là có chuyện liền. Quăng một chai bom xăng là nó thành bạo lực, nó thành manh động một cái là bên chính quyền họ chấn áp liền. Và Miến Điện thì xảy ra cái chuyện đó. Có bom xăng, có những người mà xuống đường mà lạm phát giống như là bạo loạn thì chính quyền họ hăm dọa trước, họ cảnh cáo trước, và không nghe thì họ bắn chết. Thì chúng ta thấy là chính quyền họ dẹp biểu tình Miến Điện. Xong rồi là họ bắt bỏ tù những cái người mà chủ chốt của chính quyền của phe dân chủ Miến Điện đó. Rồi cuối cùng bây giờ thì chúng ta thấy Miến Điện này cũng vũ như cấn vấn như cũ thôi. Và thế giới coi như lãng quên Miến Điện luôn. Những người mà mong rằng là thế giới phương Tân sẽ giúp đỡ cho dân chúng Miến Điện, Myanmar thì chúng ta thấy đâu giúp gì đâu. Bây giờ chính quyền Myanmar thì vẫn cầm quyền, và những người mà đứng đầu thì bị bắt bỏ tù. Và cái sự mà dân chủ tự do thì cũng có một cái bi kịch và một cái sự mâu thuẫn xảy ra, đó là khi mà thế giới á, mà dường như chưa hiểu rõ về tự do dân chủ và muốn đi theo con đường tự do dân chủ á, tức là người dân của thế giới đó, thì cái trào lưu về lịch sử và xã hội học á, chính trị học á, thì đã cho thấy rằng là cái mà kêu gọi tự do dân chủ của phương Tây đối với nhiều nước trên thế giới á, thì nó đã lỗi thời rồi. Tức là nó là đã đi theo một cái hướng khác rồi, thì nhiều nước bây giờ vẫn còn thơ ngây và vẫn tin và chưa biết gì về cái chuyện là thế giới đã xoay chuyển và vẫn đi theo con đường mà muốn có tự do dân chủ. Được hiểu rằng là cái thực tế cuộc sống nó đi trước và cái sự hiểu biết của người ta đi sau, cho nên mới có cái câu chuyện là bây giờ người ta nhắc tới dân chủ tự do mà của nước Mỹ và phương Tây mà muốn soi sáng khắp thế giới đó thì người ta thấy ngán. Nhưng mà những nước như Miến Điện chẳng hạn thì lại vẫn hồ hởi phấn khởi để nói rằng là đi theo con đường tự do dân chủ của phương Tây là đang dẫn dắt. Và nhìn vô cái thực tế của Ukraine thì chúng ta thấy đó, một cái quốc gia được thành lập từ cái thời mà
Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết, Liên Xô năm 1922 đến giờ là 100 năm. Nước Ukraine 100 năm như thế, nhưng mà khi mà tách riêng ra độc lập mà cái thời mà năm 1989-90 đó, 91 đó, thì nước Ukraine đến bây giờ thì có một cái lịch sử thì có thể nói là 32 năm. Và cái nước đó thì mặc dù nói là một quốc gia nhưng mà nó không ra một quốc gia, mà nó chỉ là một cái vùng đất. Và có những người dân sống trên đó là người Ukraine, người cũng là Slaver đó. Nhưng mà chính trị thì không tới đâu, mà dân chủ tự do cũng không tới đâu, mà văn hóa thì cũng không tới đâu. Và bây giờ Nga mà đánh Ukraine cái thì dân chúng bỏ xứ ra đi, và đất nước thì tan vỡ, và dân chúng thì mất phương hướng, mà chính quyền thì được lãnh đạo bởi những người thân phương Tây á, thì cũng mất phương hướng luôn. Và lãnh thổ thì cứ mất dần, và thậm chí là có thể là mất luôn cái nước Ukraine. Tức là Nga sẽ lấy phần phía đông, mà Ba Lan với cả Romania thì có thể lấy phần phía Tây. Còn lại một chút xíu của nước Ukraine thì có thể nói là giống như bị xóa sổ ra khỏi bản đồ. Thì chúng ta thấy một cái quốc gia tồn tại như thế đó, dân chúng nhân đó là 45 triệu đó, mà có thể tan vỡ bất kỳ lúc nào, mà chỉ vì họ đi theo con đường dân chủ của phương Tây. Chúng ta nhớ mà hồi mà nước Liên Xô mà tan ra đó, thì nước Nga là riêng, nước Belarusia riêng, rồi Ukraine riêng. Và Ukraine thì nói là có độc lập, có dân chủ, nhưng mà cuối cùng thì vẫn có đảo chính. Tức là tự do dân chủ thì nó cũng chỉ là giả bộ thôi, và vẫn có đảo chính. Đảo chính lật đổ chính quyền, thì thành ra là cái người tổng thống Nga, Ukraine đó mới chạy qua bên Nga. Xong rồi là Nga thì mới can thiệp vô, thì mới lấy Crimea. Rồi từ đó đến giờ đó, thì chúng ta thấy năm 2014 đến giờ, 8 năm trôi qua đó, thì Nga họ ủ mưu, rồi bây giờ họ lấy hết cái vùng lãnh thổ phía đông của Ukraine, và thậm chí họ sẽ lấn qua phía Tây luôn. Và với những gì Nga đang làm thì chúng ta thấy họ nói được, họ làm được. Thì tức là những cái nước nhỏ nhỏ đó mà không có một cái bản sắc riêng này, rồi cái tầng lớp lãnh đạo, cái thành phần lãnh đạo mà không có bản lĩnh đó, thì coi như mất nước, mất quốc gia, tan ra hồi nào không hay. Thì những người giống như là Tổng thống Ukraine bây giờ mà Volodya Zelensky đó, mà so với cả những người như Chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc là ông Lê Duẩn này kia, ông Trường Chinh này kia, thì thua là thua rất xa luôn. Tại vì những người mà như đã nói đó, mà họ thành lập lên Đảng Cộng sản, xong rồi họ lấy được chính quyền, rồi họ làm cho dân chúng tin theo họ, rồi bây giờ chiến tranh kết thúc được rồi á, thì thống nhất đất nước, thì đất nước Việt Nam là coi như là phát triển kinh tế và hòa bình ổn định, điều đó là đáng quý. Và họ đang hòa bình ổn định như thế, thì bây giờ có nhiều những người mà được nói là dân chủ đó, mà nhiều người họ nói là dân chủ cuội, hoặc là bất đồng chính kiến đó, hoặc là những dân nhân vật trẻ trẻ giống như Sơn Tùng đó, thì có lẽ là cái kiến thức không nhiều, cái từng trải xã hội cũng không nhiều, mà lại là đòi thành lập đảng, mà đòi là cạnh tranh với cả Đảng Cộng sản Việt Nam, thì chúng ta thấy nó thực sự là nó ảo tưởng quyền lực xã hội mạng. Kênh Thông tấn xã Vỉa Hè chia sẻ với chú là một kênh mà những lời nói ra là một cái sự trải nghiệm thực tế. Tại vì chủ kênh Thông tấn xã Vỉa Hè thì ngày xưa đã sống ở miền Bắc xã hội chủ nghĩa, vô Đà Nẵng miền Trung ăn học và lớn lên làm việc thì ở thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn, rồi có đi học ở bên Nga, rồi có làm việc với người Nhật, mà người Nhật thì cũng là đàn em của nước Mỹ, rồi bây giờ cũng có qua Mỹ là rong chơi một thời gian. Thì những cái trải nghiệm đó nó là thực sự, và những cái chuyện chuyển biến về tư tưởng đó, thì nó cũng là cái thực sự. Nhắc lại là cái hồi còn trẻ mà qua bên Nga học á, thì những người mà được nói là những người cấp tân này, những người mà cái phe gọi là cấp tiến ở bên Nga, mà những người Việt Nam á, mà qua bên đấy xong rồi lưu vong ở lại không về Việt Nam á, thì họ cứ thích trêu những người thanh niên trẻ mà mới qua đó, họ nói rằng á là mày có biết là chủ nghĩa cộng sản đang giấy chết hay không? Họ thấy mình trẻ trung, họ cứ thích trêu. Mà mới từ trong nước qua Nga cho đứa chân ráo như thế thì mấy ông hay trêu lắm. Tại vì mấy ông nói sinh viên trẻ trong nước qua thì kiểu giống như là cộng sản con á, được trong nước là nhồi sọ. Còn mấy ông thì lưu vong là thì mấy ông cấp tân thì ông cứ trêu suốt à. Ông kêu có biết là bây giờ ngoài đường là bọn Nga với bọn Ukraine, Belarusia nó đang biểu tình không? Nó nói là chủ nghĩa cộng sản đang giấy chết. Rồi ông Gorbachev bây giờ ông nói là Liên Xô là cần phải cải tổ, rồi cần phải công khai đủ thứ, đổi mới tùm lum. Nhưng mà thực tế xảy ra thì thấy là ông Gorbachev thì ông mất chức, Liên Xô thì tan vỡ, và đất nước Liên Xô ngày xưa mạnh như thế, nó mà tan ra một cái thì người ta đổ hết trách nhiệm lên đầu ông Gorbachev. Và những người mà Đảng Cộng sản Liên Xô đó thì theo ông, tin theo ông Gorbachev là coi như họ ngây thơ, họ buông lỏng tư tưởng, xong rồi là họ đã cải cách chính trị trước khi cải cách kinh tế, thành ra là Liên Xô là coi như rã đám luôn. Thì cái đấy là thực sự là những người cộng sản Liên Xô là có cái dở,
So với cả Việt Nam với Trung Quốc thì đúng là họ thua. Nhưng mà nước Nga bây giờ rất là may mắn có một nhân vật là siêu giỏi, đó là ông Putin. Ông Putin thực sự là tài sản của nước Nga và cũng là tài sản của thế giới. Một người rất là giỏi thì nước Nga đang may mắn có một cái sự lèo lái của ông Putin. Cho nên nước Nga đang lấy vị thế của một đế chế Nga ngày xưa. Và người ta bây giờ vẫn hay nói đùa là ông Putin là một đại đế. Thì chuyện đấy là chuyện của nước Nga. Nhưng mà nếu mà nói về những người mà từng sống ở Liên Xô, ở Nga thì sẽ thấy rằng là cái chuyện mà đòi hỏi dân chủ tự do nó dường như là một cái sự nhất thời. Và người ta nhìn là không hết được bao quát một cái xã hội, một cái lịch sử. Câu chuyện đòi hỏi dân chủ tự do chỉ một phần nào của xã hội thôi. Còn xã hội thì nó có rất nhiều cái. Đời sống của nhân dân, dân sinh, rồi câu chuyện phát triển kinh tế, chính trị, rồi lịch sử, rồi văn hóa nữa. Nó rất là nhiều. Và tất cả trên hết thì nó đều phải đem lại cái sự sung túc, cái sự no đủ cho người dân. Chứ còn như nước Ukraine bây giờ là hổ báo đòi theo NATO, phương Tây, Mỹ để đấu với Nga, mà Nga dập cho một cái thì chúng ta thấy là bây giờ có thể nói là NATO á, là người ta sẽ quăng Ukraine vô thùng rác, và sắp tới là chúng ta sẽ thấy là quăng thẳng Ukraine vô thùng rác luôn. Tại vì cái tội ngây thơ đi tin theo nước lớn, mà nước lớn họ lật kèo một cái thì nước nhỏ là coi như chết luôn. Vũ khí thì họ không đưa, mà bản thân họ bây giờ cũng đang khổ, đang thiếu tiền. Mà Ukraine thì cứ kêu gào vũ khí, mà kêu gào vũ khí để làm gì, làm sao đấu lại với Nga được. Coi như là đi vào một cái thảm họa. Thì cái tên của kênh Sơn Tùng mà nói rằng là Vì Việt Nam Thịnh Vượng, thì như đã nói một cái kênh YouTube thì nó bình thường. Nhưng mà lấy tên đảng là Vì Việt Nam Thịnh Vượng thì nó sẽ thành một cái giả liền, là nó liên quan đến chuyện chính trị. Và thêm nữa thì cái người mà làm chính trị ấy, mà nói rằng là đảng của tôi là đảng Vì Việt Nam Thịnh Vượng, thì nó là một cái đảng, một nhóm người chung một ý chí và tự cho mình rằng là một đảng Vì Việt Nam Thịnh Vượng. Thì có nghĩa là những cái đảng khác thì có lẽ là không vì Việt Nam thịnh vượng bằng đảng của tôi. Tức là chê cười những cái đảng khác mà như thế là không được. Như thế là chủ quan, là duy ý chí rồi. Mình là một đảng mới mà tại sao mình đặt tên là Vì Việt Nam Thịnh Vượng? Vậy chẳng những người dân Việt Nam và Đảng Cộng sản Việt Nam, chẳng nhẽ họ không vì Việt Nam thịnh vượng hay sao? Đúng không? Giả dụ như nói là Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước Việt Nam bây giờ có tham nhũng, thì ok, có tham nhũng thì họ sẽ diệt tham nhũng. Bộ máy của họ như thế nào thì họ sẽ sửa. Nhưng mà nói về tham nhũng thì thực sự nước nào cũng có tham nhũng hết. Những nước châu Á là tham nhũng là thực sự là có. Và tham nhũng của châu Á thì nó nặng hơn phương Tây. Tuy nhiên cũng phải nói rằng là cái sự diệt tham nhũng mà để cho họ diệt, với cả cái sự mà bây giờ là đảo lộn xã hội lên đó, thì nó khác nhau nhiều. Chúng ta phải thấy là một cái quốc gia mà không có quyền lực và không có một cái đảng chính trị nào nó dẫn dắt đó, nó sẽ vô bạo loạn được. Bạo loạn coi như là vô chính phủ, là thổ phỉ liệt. Thì những người mà như Sơn Tùng mà nói rằng là thành lập một cái đảng, cái đảng đó có thể thay thế Đảng Cộng sản Việt Nam để mà quản lý toàn bộ cái xã hội đất nước Việt Nam được hay không, đúng không? Chuyện nó lâu dài, nó mà không thể nào mà một cái người cá nhân nào đó không biết có ai chống lưng hay không mà lại lên mạng nói lung tung như thế, thì bị đầu gấu họ dập cho là một cái chuyện có thể thấy được, chưa cần tới bỏ tù. Thì tất cả mọi cái thì thời gian sẽ trả lời thôi. Nhưng mà cái sự mà ban đầu mà nhìn nhận thì có thể thấy là cái người mà trẻ tuổi mà Sơn Tùng nó thì ngây thơ, không có nhiều cái hiểu biết. Ấn tượng về YouTuber Sơn Tùng nó thì nói hay quay tay này. Khán giả họ nói là cứ nghe Sơn Tùng nói mà quay tay là thấy chóng mặt, nói gì cũng quay tay, quay liên tục vậy đó. Thì cái đây cái đặc điểm của anh này. Còn bây giờ thì thấy anh nói là thành lập đảng Vì Việt Nam Thịnh Vượng thì ngạc nhiên là bởi vì như đã nói là anh không hiểu rõ về những người cộng sản, anh không hiểu về chuyên chính vô sản, anh không hiểu về chấn áp tội phạm thế này thế kia, anh không hiểu. Hoặc là anh là thế hệ trẻ sau này, anh không hiểu được cái giá trị của cái sự mất mát xương máu của bao nhiêu người thế hệ cha anh mà đã đi trước, mà đã ngã xuống đấy. Một cái sự tự do dân chủ á, nó không thể nào tự nhiên mà có. Thống nhất dân tộc quốc gia nó không phải tự nhiên là có. Nước Đức mà chúng ta thấy đó, bây giờ trở thành một nước Đức á, nó cũng mất mát bao nhiêu. Đông Đức với Tây Đức, Bắc Triều Tiên bây giờ vẫn chưa thống nhất được. Nó không có dễ dàng gì. Người Triều Tiên họ có mong muốn thống nhất đó, mà cũng không thống nhất được. Bởi vì có những cái lực cản và những cái mâu thuẫn của những cái nước lớn tùm lum nữa. Chứ đâu phải là muốn nói là được. Thời thế thì phải thế. Tức là phải là lựa cơm gắp mắm, phải là biết mình biết ta thì mới được. Chứ không thể nào mà lên mạng xã hội nói cái ào cái là thành lập một cái đảng mà đối đầu với Đảng Cộng sản Việt Nam. Thì nhiều người cứ nói, anh cứ nói rằng là anh là thành lập đảng để mà giúp cho Việt Nam là cùng là có một cái sự mà cạnh tranh chính trị đó. Nhưng mà thực sự những người cộng sản đó thì thứ nhất là họ hiểu rõ về họ,
Thứ hai nữa là họ không có ngây thơ về cái chuyện tự do dân chủ ở phương Tây. Chúng ta nhớ một cái lời nói là những người cộng sản họ có cái trăn trở của họ. Giả dụ như nói mà thời Mao Cốc mà Việt Nam cực khổ á, thì những nước mà xã hội chủ nghĩa họ nói Việt Nam là tại sao tụi mày tối ngày đi ăn xin nhỉ? Tại vì mấy ông lãnh đạo Việt Nam mà qua bên Liên Xô với qua bên những nước Đông Âu là tối ngày xin, xin gạo, xin tiền, xin cái này, xin cái nọ, cho nên là mang tiếng là tại sao tụi mày không phát triển mà tụi mày cứ đi ăn xin. Nhưng mà cái mặt trái của cái sự đi ăn xin thì chúng ta phải thấy rằng là những cái ông lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam họ ra nước ngoài họ ăn xin là họ ăn xin làm gì? Có phải họ ăn xin về cho họ, những người đảng viên cộng sản lãnh đạo giàu cho gia đình họ, hay là họ xin về cho toàn thể người dân Việt Nam trong cái quốc gia Việt Nam? Thì chúng ta phải hiểu là đôi lúc là người dân này cứ chửi lãnh đạo, nhưng mà người dân không hiểu được cái tâm tư tình cảm của những người lãnh đạo, là những điều họ làm là cũng vì nhân dân phía sau họ chứ không phải vì cá nhân họ. Có một số là đảng viên mà nói là tham nhũng thế này thế kia thì họ cũng chỉ là số ít của Đảng Cộng sản Việt Nam thôi, chứ họ không phải là toàn thể Đảng Cộng sản Việt Nam. Như đã nói, Đảng Cộng sản Việt Nam thì họ đã bị mất mát tù đầy rất là nhiều. Chính họ là những người đã bị hy sinh, bị tù đầy. Và con em của họ và bao nhiêu người dân Việt Nam đã hy sinh để mà có được cái ngày hôm nay hòa bình như thế. Một cái giá phải trả rất là lớn. Chứ không phải là tự nhiên ngồi đó mà nói rằng là mọi thứ nó đều có. Ở nước Mỹ này có một cái câu nói là không có cái gì trên đời này là miễn phí hết á. Nước Mỹ thực sự là như thế. Nếu mà bạn nghèo thiệt sự bạn đi xin á, thì người ta mới cho. Còn nếu mà bạn mạnh khỏe mà bạn đi xin là không bao giờ họ cho. Và họ nói rằng là không có cái gì miễn phí hết á. Thậm chí là những người mà họ bất mãn với nước Mỹ, họ nói bộ mày giả bộ hay sao mà mày không biết là cái nước quái quỷ ở Mỹ này á, thì chẳng có cái gì mà miễn phí. Giả dụ như mình thấy cái gì là mắc tiền quá, hoặc mình thấy cái gì đó là tại sao tính tiền nhiều á, thì nó nói men. Bộ mày không biết là ở nước Mỹ này không có gì là miễn phí hả? Nothing free, người ta nói vậy đó. Thì chúng ta là nhìn cái gì thì cũng phải có một cái nhìn đa dạng, đa chiều. Chứ không thể nào mà nhiều người trẻ mà không có sự hy sinh, không có sự từng trải mà mất mát. Và những người cộng sản như đã nói họ mất mát quá nhiều. Mất mát con người, mất mát xương máu, cho nên là họ không bao giờ ngây thơ về cái chuyện mà để cho những cái nhân vật giống như là Sơn Tùng mà thành lập đảng, rồi lên mạng hô hào, rồi bao nhiêu người a dua theo, người xấu người tốt thì không biết, là gây náo loạn xã hội, không bao giờ có chuyện đó đâu. Và số phận của Sơn Tùng thì chúng ta sẽ dễ biết thôi. Nếu mà YouTuber Sơn Tùng mà không có đổi giọng á, thì chẳng mấy chốc thì sẽ vô tù ngồi, là cái chuyện có thể thấy được thôi. Chuyện đó là không, hoàn toàn không có gì mà khó hiểu hết á. Chính quyền là trên đầu ngọn súng, và Đảng Cộng sản Việt Nam chính là một cái đảng mà thành lập lên lực lượng công an nhân dân Việt Nam và quân đội nhân dân Việt Nam. Chúng ta phải nhớ cái chuyện đó. Chính họ là những người thành lập lên hai cái lực lượng đó. Thì hai cái lực lượng đó là phải vì họ, vì Đảng Cộng sản Việt Nam, và rộng hơn nữa thì về vì quốc gia Việt Nam, vì nhân dân Việt Nam. Và cái anh Sơn Tùng này thì anh cũng thơ ngây ở chỗ là anh dựa vào những cái comment ở trên mạng xã hội mà anh nghĩ rằng là nhiều người động viên anh thành lập đảng mới. Thì thực sự cái đấy là khen cho mày chết á. Người xấu người tốt không biết đâu, mà có khi là người ta quẩy cho hôi đó, để mà gây lên một cái sự náo loạn đối với chế độ. Mà chúng ta thấy là những người mà nói là dân chủ cuội, hoặc là những người bất đồng chính kiến đó, thì mấy người an ninh Việt Nam họ dẹp hết trơn à. Từ là Nguyễn Văn Đài cho đến là Điếu Cày, cho đến là Tả Phong Tần, cho đến là Mẹ Nấm, Nấm Mẹ, Nấm Quỳnh, rồi Lê Thị Công Nhân và Trần Khải Thanh Thủy, rồi vừa rồi đây thì là có là Phạm Chí Dũng, rồi Nguyễn Lân Thắng, bắt hết à, bắt sạch, bắt bây giờ hình như là những người mà dân chủ cuội không còn được mấy ai luôn á. Xin cảm ơn mọi người đã nghe chúng tôi chém gió về câu chuyện chính trị chính em. Lâu lâu thì nói chuyện này chuyện nọ và cũng nói về chuyện chính trị. Chuyện chính trị thì cũng là chuyện của con người thôi. Ông Các Mác là ông là được nói là ông tổ của những người cộng sản á. Ông là người Đức gốc Do Thái, ông nói rằng là không có gì thuộc về con người mà xa lạ với tôi hết. Thì chúng ta cũng thấy thôi, chính trị thì nó cũng thuộc về con người. Chính trị thì nó quyết định cuộc sống của rất nhiều người. Nó quyết định những cái chính sách, chính trị, xã hội, kinh tế. Một cái chính sách nào đó của chính trị đưa ra thì có thể ảnh hưởng đến toàn xã hội. Cho nên là nó cũng là chuyện của con người thôi. Không có gì mà phải ngại ngùng chém gió chuyện chính trị chính em. Nhưng mà những người chém gió chuyện chính trị chính em á, thì nó cũng nhiều loại nha. Thứ nhất là những người mà quan tâm đến thời cuộc á, mà nói một cái điều gì đó mà nó có ích cho xã hội thì cũng khuyến khích.
Thứ nhì là những cái người mà lên mạng nói mà theo cái dạng là chẳng giúp gì được mà gây hại cho xã hội á, thì những người đó phải lên án. Những người đấy giả dụ như Sơn Tùng á, thì phải lên án thôi. Ngày xưa mà người ta hay gọi là những người mà chính khách salon á, tức là những người mà hoạt động chính trị ở trong phòng khách á, thì những người cộng sản họ chê lắm, tại vì những người cộng sản hoạt động á, là họ bị tù đầy, họ bị hy sinh. Còn những người mà hoạt động chính trị trong salon thì chỉ ngồi trong những phòng khách, ngồi trong những ghế sofa, những ghế salon chém gió thôi. Và cái sự chém gió như thế thì thường như nó gây hại cho xã hội, nên là đáng lên án. Còn giả dụ như mà cái thông tấn xã vỉa hè chia sẻ di trú đây, mà nói chuyện mà cũng chính trị chính em gì đấy, nhưng mà cũng là góp phần vào cái chuyện mà có lợi, có ích cho xã hội, thì chắc là cũng không sao, cũng là khuyến khích thôi. Nói sao mà để nhiều người hiểu được là chuyện của Sơn Tùng làm là sai, chuyện của Sơn Tùng làm là hậu quả nó đến, nó gây hại cho xã hội rất là nhiều, thì không nên làm. Thì nhiều người hiểu thì sẽ là chặn đứng cái đó, hoặc là không có làm giống như thế, sẽ là điều tốt cho xã hội. Chứ còn chúng ta phải thấy rằng là những người cộng sản không phải là những người ngồi trong phòng khách nói chuyện chính trị chính em. Những người đó là những người mà họ xuống đường, họ hoạt động, thậm chí họ ra ngoại quốc họ hoạt động, rồi họ trở về, rồi họ bị bắt, rồi họ bị tù đầy, rồi họ bị xử tử. Chúng ta thấy là những người cộng sản bị xử tử thì rất là nhiều luôn. Và những người còn sống đó thì họ cũng trải qua tù đầy rất là nhiều luôn, và sự mất mát là rất là nhiều. Và những gì mà độc lập tự do của một quốc gia Việt Nam, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đó, thì thực sự không phải tự nhiên mà nó có được, nó phải có hy sinh hết. Nói chung là một cái sự hiểu biết về thời cuộc, một cái sự hiểu biết về kiến thức thì nó rất là tốt cho người dân. Càng nhiều hiểu biết thì càng có sức mạnh, càng biết phân biệt đúng sai phải trái. Xin cảm ơn mọi người đã bỏ một tiếng đồng hồ vô kênh, giao lưu với kênh thời buổi cơm, thời buổi là cơm cao gạo kém mà mọi người lại bỏ thời gian cho kênh như thế thì rất là đáng quý. Mọi người làm đơn đưa công an nói Sơn Tùng TV làm náo loạn xã hội. Thực sự dân chúng cũng chẳng cần làm đơn đâu, mà mấy ông an ninh Việt Nam thì ông nắm hết rồi. Giả dụ như là thông tin về Sơn Tùng là làm cái này cái kia ở Hà Đông, Hà Điếc này kia đó, mình còn biết nữa, bảo sao an ninh Việt Nam họ không biết, an ninh Việt Nam họ còn biết nhiều hơn á. Thì họ sẽ có những cái chiêu thức của họ để mà vô hiệu hóa Sơn Tùng thôi. Sơn Tùng thì nếu mà không thay đổi như đã nói thì sẽ ăn cơm tù. Lúc đấy thì vợ con Sơn Tùng thì sẽ lại khổ. Thì cuộc sống thì phải khôn ngoan thôi, phải có hiểu biết. Sơn Tùng TV cùng với Trang Trang TV, hai thằng này sẽ gia nhập câu lạc bộ sớm. Nhà có 5 đứa con mà cho tự do cũng bỏ mẹ đi chứ đừng nói. Kiên chia sẻ với chú bình luận rất xuất sắc. Nếu mà khen tôi thì khen cả ngày. Chào anh Hát Phạm. Hoàng Hà, hôm nay là thứ hai đầu tuần, cuối tuần Sơn Tùng ký hợp đồng với Juventus. Juventus mặc áo sọc sọc, tức là áo tù. Sơn Tùng là em ruột Dũng Vô Va. Cô Tùng đầy ảo tưởng thực sự. Tối qua mới xem kênh Mặt Trời Mới, nói về Sơn Tùng hay lắm. Ủa, Mặt Trời Mới mà giỏi vậy hả? Mặt Trời Mới mà nói chuyện chính trị chính em hay vậy hả? Để tò mò vô coi sao. Em muốn tay Sơn cùng kênh vì Việt Nam thịnh vượng ăn cơm cơ. Thời phải thế, thế thời phải thế. Câu nói đó là đúng. Khôn thì có đúng hay không, dạy thì có đúng hay không, nhưng mà biết là chuẩn nhất. Đúng là biết là chuẩn nhất. Mà muốn biết thì phải có hiểu biết, phải học hỏi thì mới biết. Chứ còn cái biết không phải tự nhiên mà nó tới được. Xin chào và xin hẹn gặp lại. Cuộc vui nào cũng tới lúc tàn, cuộc tình nào cũng có lúc phôi phai, khu công nghiệp Quang Minh cháy. Ủa, vậy hả? See you again.